Lý Hải nắm tay Minh Hà vượt suối. Vợ chồng Lý Hải, Minh Hà nắm tay không rời trong buổi chiều đi dạo, lội suối cùng bạn bè và du khách tại phim trường Lật Mặt 7. Hai ngày cuối tuần, Lý Hải, Minh Hà mở cửa tham quan miễn phí phim trường tại thôn Plong Plang, huyện Lạc Dương. Vợ chồng nghệ sĩ mời bạn bè và du khách trải nghiệm nhiều điều thú vị của đời sống dân dã nơi núi rừng, trong đó có hoạt động lội suối. Suốt buổi đi dạo, đạo diễn Lý Hải nắm chặt tay bà xã Minh Hà, giúp cô không bị trượt chân vì đá trơn dưới suối. Phim trường nằm trong cùng khuôn viên với căn nhà nghỉ dưỡng của cặp sao. Họ từng cùng các con sống ở đây trong nửa năm đại dịch và trốn phố về rừng mỗi dịp cuối tuần hoặc khi sáng tác kịch bản. Lội suối, bắt cá, chăm gà, nuôi thỏ là những hoạt động quen thuộc với cả gia đình. Lý Hải, Minh Hà cùng nhóm diễn viên chính của phim Lật Mặt 7, một điều ước chiêu trên những chiếc ghế vải giữa dòng suối nhỏ. Con suối được trưng dụng làm bối cảnh trong phim, cũng chính là chốn thư giãn, ăn cơm yêu thích của nhiều người trong đoàn. Tính Nguyễn, Đinh Y Nhung, Lê Thu và Quách Ngọc Tuyên từ trái qua hân hoan ngày trở lại phim trường Lật Mặt 7. Nửa tháng phim bấm máy cuối năm ngoái. Họ coi đây là ngôi nhà mới, làm việc và sinh hoạt gói gọn trong không gian xanh êm đềm, về với thiên nhiên. Trong ngày mở cửa phim trường, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà làm tao gơ, đưa các du khách tham quan từng bối cảnh của phim. Vợ chồng nghệ sĩ tổ chức buổi học tiếng ca ho với người dân bản địa. Vợ chồng nghệ sĩ trao quà cho các hộ nghèo tại địa phương. Nhà sản xuất Minh Hà cho biết vợ chồng cô dành nhiều tình cảm với huyện Lạc Dương, từng nhiều lần làm thiện nguyện tại đây. Plong Plang là một trong những xã nghèo nhất cả nước. Ngoài tạo điều kiện việc làm cho bà con trong thời gian quay phim Lật Mặt 7, Lý Hải và Minh Hà còn lắp tặng các máy lọc nước, loại bỏ kim loại trong dòng nước suối người dân sử dụng. Đạo diễn Lý Hải chở bà xã bằng xe đạp điện, trong rủi quanh phim trường rộng vài hecta. Buổi tối, họ tổ chức tiệc nước, cùng bạn bè và các khách mời ca hát, nhảy múa. Chỉ còn vài ngày sẽ tổ chức buổi chiếu ra mắt và chuỗi hoạt động quảng bá phim ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Lý Hải và Minh Hà cùng đoàn phim rất bận rộn. Dù vậy, họ muốn mở cửa phim trường để dự án đến gần hơn với khán giả. Họ cũng mong phim của mình góp phần quảng bá du lịch cho thôn Plong Plang cùng huyện Lạc Dương. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.